múa nhồn. Chương trình của chúng tôi là chương trình có những tiết đi hết sức là hấp dẫn và nhiều điều thú vị đặc biệt của những thám tử vui nhộn. Đầu tiên thì Sĩ Hành sẽ để cho từng thám tử giới thiệu riêng về bản thân mình. Miko Lan Trinh. Dạ, Miko Lan Trinh đã quay trở lại với các khán giả rồi. Các khán giả đừng nhớ em nữa. Em biết là mọi người yêu thương em lắm. Em đã ở đây và ngồi đây mãi mãi. Xong. May. Dạ, xin chào khán giả, em là May. Dạ hết rồi. Trời ơi, mày bảo cái mưa này chưa? Đắt muối đắt gạo đi. Sao vậy? Mới đi thấy lộn lên, mới đi cam. Thì mình giới thiệu ngắn gọn thôi. Hồi đầu mình đang cố nói dài thì ai cũng chê nói nhiều. Giờ mình nói ngắn lại ai cũng chê tiếp. 2, 3. Dạ xin chào quý vị khán giả. Mình là Mai, kim biên tập viên. Vậy thôi hả? Nó chi nhiều hơn thứ chữ chứ về mặt nội dung chả có tinh thần. Kiểu hai người này thôi bây giờ sớm nhạt nhẽo đó con, sớm này sớm đậm. Anh này nó lên à. Ta phải như vậy. Nói gì vậy? Giới thiệu về bản thân. Tôi là Hoàng Rapper. Hoàng Rapper. Tôi đã có một vợ và hai con. Hả? Vậy hả? Một vợ hai con là hiện tại anh bao nhiêu tuổi? Dạ 34 tuổi. À, hết chưa? Rồi. Có gì không? Có rồi gì nhắn nhủ rồi đó, tôi thấy nhắn nhủ tới khán giả không? Nào, mọi người hãy bật tivi và coi chúng tôi thể hiện. Rất là sôi động. Cảm ơn Hoàng Rapper. Tới tôi. Tới Xuân Nghị nha. Nào quay phim rồi. Mình là diễn viên trẻ Xuân Nghị. Mình đã quay lại với chương trình du lịch kỳ thú bởi vì chương trình này rất là kỳ thú và Nghị cảm thấy rất là thú vị. Và Nghị hy vọng rằng cái tập này cũng quý vị xem và quý vị cũng cảm thấy rất là hài lòng bởi hai con người đầy đậm đà ở đây. Đó thôi được rồi, em muốn sớm ra da nó già nó dở nữa chứ, bỏ đi nha. Tin chiếm tình gấu vậy được chưa các bạn, vậy được chưa? Nói chung mà chúng ta đã làm warm up không khí đầu tiên thì nhiệm vụ của Sĩ Thanh bây giờ sẽ đọc lá thư mà tuần trước mà chúng ta đã có quý vị khán giả gửi về. Đầu tiên sẽ là chuyến đi shopping ở Bangkok. Hấp dẫn chưa? Dễ sợ chưa? Tôi là Trần Việt Anh, 34 tuổi, hiện đang sống ở Bắc Ninh. Tôi và vợ chuẩn bị đi du lịch Thái Lan. Thú thật là chỉ có vợ tôi là hào hứng vì được shopping. Còn tôi chẳng thích thú gì về chuyến đi này. Niềm đam mê của tôi là mô tô và đi phượt thôi. Hôm qua tôi vào Facebook của những thám tử vui nhộn, thấy thông báo rằng thám tử May hiện đang công tác Thái Lan. Cho nên nhờ thám tử May giúp tôi tìm xem một phượt thủ như tôi thì liệu có địa điểm nào thú vị trong lúc chờ vợ tôi shopping không? Xin mời May. Tôi thấy May là một người khoe khoang quá. Hả? Sao khoe? Cái chuyện mình đi phượt Thái Lan sao cả nước biết vậy? Làm nhiệm vụ mà. Cái tập trước không mà phải, nói vậy là cũng nói ngoa cho May, tại vì May đi thực hiện công tác chứ không phải đi chơi. Và khoan cho May nói nè, trong lúc mà thực hiện công tác của May á, thì May có lên Facebook của du lịch kỳ thú á, thì tự nhiên thấy một cái thông báo trình hình lên đó là hiện tại May đang có chơi chuyến công tác này, các bạn nào có nhiệm vụ gì thì gửi cho May. May của em là khiêm tốn. Cái May gì vậy? Tôi đang đi công tác mà sao tự nhiên lại có nhiệm vụ gửi nữa? Đó là do biên tập viên của chương trình đúng không? Chứ không phải do May. Ok. Tưởng May khoe khoang. Rồi. Ai muốn khoe đó. Không có bạn Quân Phương được. Dạ, quay trở lại nhiệm vụ thì như các bạn đã thấy, Thái Lan rất là hấp dẫn mọi du khách ở cái chuyện là shopping. Và thật ra cũng đúng tâm sự của cái anh khán giả gửi thư về là bây giờ đi tháp tùng với vợ thì vợ đi shopping, tôi đi làm gì đây chán quá, thì thôi May cũng giúp anh ấy tìm được một vài địa điểm để có thể là vợ shopping thì mình cũng sẽ shopping. May nói dài dở quá à, thiệt á. Từ nói chung là tôi đi tìm điểm shopping cho anh ấy để anh ấy đỡ chán trong lúc mà đợi vợ shopping. Biết rồi. Và đây là những địa điểm tôi đã tìm được. Trời ơi, vậy thôi đó. Để vô coi clip. Vậy thôi, bay vô mời các bạn coi clip xong. Đây là Bangkok, Thái Lan. Đẹp đẹp. Hiện tại May đang đứng tại một nơi đối với những người mê xe sẽ cực kỳ thích bởi vì có rất nhiều món đồ độc. Đồ xe. Ê, để mình có thể trang bị chiếc xe máy của mình. Đó hay á. Đây là một cái shop để phụ kiện cho xe. Trời ơi, thích chưa kìa. Ê, nó nghe nè, tôi thích một cái chợ hơn là một cái siêu thị á. Găng tay bảo hộ, mũ bảo hiểm, thùng gắn đẹp xe máy nữa. Và dây bảo hộ, áo giáp. Và dĩ nhiên áo giáp thì phải có quần giáp. Còn nếu các bạn thấy mà áo khoác giáp mà mặc quá nóng bức thì chúng ta sẽ có những loại chỉ có giáp không. Ôi, May chuẩn bị biến anh. Được chứ bộ. Anh có mua không? Các bạn dạ? Đã thấy
bộ áo này có màu không mày? Chưa chắc đủ. Thật ra thì đi tới đây thì đã hết tiền cho nên là không tin được luôn á. Cùi đẹp mà. Đẹp, đẹp, mình cũng rất là thích. Đây, cực kỳ thích luôn. Để bảo vệ xương sống của mình. Nghe là vô mặt cho đã, không giả người ta hả? Mình thấy có những vùng mà không cần giáp á, thì nó sẽ là lưới. Hoặc là để trống luôn. Để tạo ra một cái mát nách, mát nách. Gió lùa, thông thoáng không khí. Nhìn cưng quá à, sao anh không mua cho em bộ? Cũng có thể là để thoát mùi đối với những bạn mùi không được tốt lắm như mấy anh quay phim chẳng. Excuse me, how much the liter? Trời ơi, nó tiếng Anh luôn á. Trời ơi, tiếng Anh cỡ đó là khoảng 676 ngàn. Rẻ quá vậy? Việt Nam đồng. Rẻ quá luôn á. Cái gì vậy ông quay phim? Ủa, rốt cuộc có nghe tôi giới thiệu giá không vậy? Rồi, giới thiệu đi. Hình như ngoài chú ý với mày sao á. 676 ngàn đồng. Ta rẻ, rẻ. Rẻ đồ. Cũng không tới nổi quá á. Nhìn hoành tráng nha. Có của nữ không? Qua Việt Nam là 1 triệu mấy luôn á ba. Đúng rồi. Quay phim lại luôn á. Em mấy đẹp trai nè, để cái tóc này nhìn cưng nè. Có thể ở lại ha. Một bộ giáp gọn nhẹ, chỉ cần bảo vệ ngực trong những trường hợp mà các bạn nào đã có sẵn giáp ống tay và găng tay rồi. Tự nhiên mình nhìn bộ giáp này mình nhớ tới Hoàng Rapper luôn á. Nó nhiều màu sắc, nó hợp với Hoàng Rapper. Có mua không? Không. Không có này hợp, anh mua cho em đi phụ. Được rồi. Không có vừa với cái dòng một của em đâu cưng. Tập trung công việc nha. Không chỉ là đồ bảo hộ mà ở đây còn có rất nhiều đồ phụ tùng dành cho xe. Nó chính là cái ghi đông xe để các bạn có thể độ lên những xe dòng Lexus. Là kiến thức của một Phật thủ chưa bao giờ đi Phật. Ông ơi, phim đừng có nói thế. Và đây, phụ tùng, rất nhiều các phụ tùng. Và đây, mọi thứ cần cho một chuyến đi phượt đều có trong này. Các món đồ chơi nho nhỏ xinh xinh nhưng mà rất cần cho sự an toàn. Ví dụ như phản quang, bao trong nước điện thoại, các loại đèn, đèn chiếu hậu, đèn xi nhan, các loại đuôi đèn và lên trên kia nữa. À. Mấy chỗ này có cho trả giá không hay gió, là đúng giá? Khung chống đổ cho xe mô tô. Mấy chưa thử trả giá nhưng mà hình như là fix giá đó. Kính chiếu hậu. Trời, kính đeo theo cả đèn Rizuma xi nhan. Đây là cục chống đổ đây cho là xe bảo vệ tay lái này. Đẹp trò gắn mô tô mình xuất sắc luôn. Để bảo vệ hai tay lái. Anh có mô tô không? Có mô tô 50 khối. Đi theo mày. Tiếp tục tới một người khác. Mô tô nhưng mà 50 khối cũng gọi là mô tô rồi. Nhìn chất lắm mà. Các bạn có thấy ống nhỏ này không? Cái này nó thật ra không phải là một cái bộ phận nào của xe hết. Có điều là tôi không biết là gì. Để tôi sẽ hỏi anh xăm sặc thêm nào nha. Đây, gần đây. Cái này đó người ta bán, người ta gọi là capsule để bỏ cái vignette ở trong này. Yeah. Nghĩa là mình đóng thuế ra. Đóng thuế nè, từ tháng năm này là hết hạn đó. Tại vì có cái này, không có cái này police nó bắt. Phải để ở ngoài như vậy để cho họ biết. Hay vậy, bên Thái nó quản lý chặt vậy ha. Cái gọi là capsule, một năm đóng một lần. Xong đây đóng rồi đó, họ cho cái này 2560, thấy không? Dạ, 2560. 2560 là 2017. Cái này là năm của ông Phật. Năm Phật Đản á. Đây thật ra là năm theo lịch của Phật. Phật giáo. Cho nên mới có cái số là tới năm 2560. Đúng. Là năm 2017 à? Đúng, hay là 2017. Cái số 12 với lại số thái này là hết hạn. Hết hạn ngày 12 tháng 10. Anh Sâm Sạc ơi, anh dẫn tụi em đi đâu vậy? Đây. Cho em đi coi những cái gì ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam nó hay hơn. Chắc chắn là không đây. Có đây nè, trong này là đồ độc mà không nơi nào có. Chứ thôi đừng nói là ở Việt Nam có hay không. Đây là unique đó. Unique là có một cái thôi. Gọi là độc nhất vô nhị. Cái gì vậy? Đi xem luôn. Đi cái gì thì xem. Đây. Cái này này. Wow. Trời ơi, đẹp kìa ba. Sưng sọng kìa. Mình không biết lại với mình sao. Ở trong em bên trong này là thấy ngầu ngầu rồi đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời, đẹp quá vậy. Ngầu vậy. Nghe mấy ông mua mới nghĩ sao. Có điều không có mắt kiếm. Người ta gửi tiền người mua. Cũng rất là tiện lợi. Đeo mắt kiến xong rồi thì vẫn có thể đóng lại được như thế này. Và thật ra May vẫn có thể nghe được bên ngoài nói gì. Vẫn có thể quan sát được mọi hướng. Tiếp thì phải qua đó mới mua không được vài mọi loại. Đâu ship Việt Nam đâu. Sau này cái này là họ làm hết nè. Một lần một cái đó.
Giống như cái này nếu mà em mua rồi đó, nếu mà làm được cái thứ hai là phải đợi mấy tháng họ mới làm được. Ồ. Thí dụ như cái này là mất bao lâu thì làm ra cái mũ? 2 tuần tới 4 tuần. Chẳng hạn cái này thì 5.500 baht, khoảng 160-170 đô la. 160-170 đô la. Ồ. Đó, cái mấy cái này là cho hạt lê, hạt lê họ thích. Hạt lê. Cái này là khó làm. Cái này là phải cả tháng trời mới xong. Ồ, đẹp quá. Tháng xong cái nò mẫu đó. 500 baht là khoảng 200 đô. Wow. 200 đô, cái đó tới 4 triệu lần kìa. Cái gì vậy? Cả thế giới chỉ có một cái kìa. Cái sơn đó, nhìn nó rất sơn là sơn tay bằng Mỹ. À, cái này của Việt Nam nè. Cái mẫu đây là Việt người Nam. Việt Nam đặt hàng nè. Đây là một mẫu từ khách hàng Việt Nam đặt hàng. Đúng, đúng. Wow. Hóa ra mình không phải là người đầu tiên biết tới ở đây. Đã có người khách hàng Việt Nam khác biết tới rồi. Cái này là làm bằng fibra. Fiber. Fibra nó nhẹ. Trời, Batman kìa. Trời. Wow. Wow. Quá ngầu. Nhưng mà ê, để gì vậy mất không lắm. Không thấy gì lắm nên. Trời. Ok, thấy rõ rồi. Chứ cái đó không có nhét mắt kiến vô bên trong. Nhưng được mà có điều là phải lắp thêm một cái kính cho may mới được. Rất phù hợp với giải thích cosplay. Ồ, ngầu chưa? Cái này mới đẹp nè. Nhưng mà nó không cân đối với cái người. Thì mình chỉ cần mặc bộ giáp vô là được rồi. Như vậy thì không Thái Lan không phải không? Chỉ là nơi shopping dành cho các chị em. Quá đẹp quá. Mình có mũ bảo hiểm, có hấp dẫn nè. Trời ơi. Dĩ nhiên thì một thời lượng quá ngắn như thế này thì May không thể nào mà giới thiệu hết mọi địa điểm cho các anh em được. Nhưng cũng là một góc nhỏ để mọi người có thể biết thêm một vài góc mới lạ của Bangkok. Alo. May phải cho mọi người biết liền địa chỉ này ở đâu. MBK phải không? Xin lỗi mọi người là May không có đọc được tiếng Thái. Nhưng mà có cái địa chỉ trang web ở trên màn hình, mọi người có thể theo dõi và thể là từ theo trang web đó mà đặt hàng để xem coi họ có ship hàng về Việt Nam hay không. Cái shop mà toàn đồ đọc mũ là đã có ship hàng về Việt Nam và đã có khách hàng từ Việt Nam đặt hàng những món mũ đọc ở đó rồi. Thì với lại em nghĩ là bây giờ các bạn trẻ đi du lịch Thái Lan nhiều mà, coi như là có một cái địa chỉ để mọi người tới luôn. À, tới và tự mua, tự sắm luôn. Tự nhiên xem nếu có muốn đi Thái vô shopping kìa. Đẹp quá. Ủa, vậy mà mình cứ tưởng là cái này chỉ có sức hấp dẫn đối với các anh em mê xe thôi chứ. Không, chị muốn qua shopping đồ của chị. Chứ ta liên tưởng. Ta liên tưởng. Chị em phụ nữ thì không thích mấy góc này rồi. Chuyến đi nó hơi gấp gáp và cũng thời lượng chứ đừng cũng ngắn cho nên mày chỉ có thể giới thiệu được những góc như vậy thôi. Còn các bạn có thể tự mình khám phá nữa thì sẽ thấy rất nhiều. Và thật ra là mày cũng không phải là người đầu tiên qua Thái nữa, cho nên là các bạn thấy là đã có một vài món hàng là từ Thái cũng đã có mặt ở Việt Nam rồi, chỉ có điều là giá mắc hơn một chút thôi. Ừ. Cái này là ship hàng về nè chị, không có qua đó mua đâu. Mua ở chợ Bà Chiểu gì đâu. Bà Chiểu là bị bán. Hàng chi đâu. Cái này thiếu gì? Thái Lan nè. Thôi đây dạ mọi người để em. Thái Lan cái mặt Thái Lan. Nói chung là Thái Lan thường là thiên đường mua sắm của không phải chỉ có chị em mà còn có các anh nữa đúng không? Đó, thiên đường nhiều thứ nữa. Hỏi hai ông kia im lặng nha để tôi đọc nhiệm vụ thứ hai nè. Em tên là Văn Thiên Kim, năm nay 18 tuổi. Em là người rất thích khám phá mấy món ăn uống mới lạ và độc đáo. Không chỉ để thưởng thức mà còn cơ hội được chụp hình đăng Facebook câu like sống ảo. Gần đây em nghe có món nước uống in hình đang rất là hấp dẫn. Em cũng muốn thử nhưng mà em lo không biết là chuyện in này có đảm bảo an toàn hay không. Vì dù sao thì cũng bỏ vô bụng là có chuyện gì thì khổ. Em muốn nhờ một thám tử giúp em tìm hiểu và trải nghiệm đồ uống lạ mới này. Xin mời Mico Lan Trinh. Dạ. Nhưng mà với cái chủ đề này, cái chủ đề em đi ngang qua nó bung luôn. Ý anh nói là Mico rất là thon thả. Cái gì vậy? Cho rung luôn nè. Đất rung luôn chất. Em rung luôn nè. Mọi người à, mọi người phải biết cái sàn này nó rung. Cái sàn này rung chứ không phải em rung. Mico lại mà một lèo quá. Đổ. Mico không biết một điều, khi mà thống nhất cái nhiệm vụ đi ăn giao cho ai thì mọi người đồng lại thống nhất là cái người mà ăn nhiều ăn nhất chứ là Mico. Chứ là cái gì mà ăn uống sẽ giao cho Mico. Trời ơi. Nhưng mà nói chứ là tại vì cái là chủ đề là sống ảo. Mà ở đây có ai ảo bằng ảo rồi nữa đâu. Ờ. Do đó nên em là phù hợp nhất cho cái chủ đề này. Đúng rồi. Mọi người coi MV. Hả? MV luôn. Em hả? Rồi MV luôn. Không gần nào bài mới của Mico luôn. Ủa có hả? Quán này ở Việt Nam hả? Cái hình tròn rồi nè. Ừ. Bắt đầu vẽ nè hả? Vẽ cái gì vậy trời? Nó khéo chứ bộ. Ủa vẽ mà mút chì thiệt luôn hả?
làm được bà con. Dễ thương ha. Cái bàn tay micro vừa mới tạo ra một bông hoa rất là đẹp ở trên ly cappuccino. Rồi xong rồi đó. Lần đầu tiên đó các bạn. Vậy là xong nhiệm vụ rồi, đăng phi thôi. Dạ em chào chị. Ủa em phải là khán giả của chương trình không? Dạ đúng rồi. Em muốn tìm hiểu về in hình trên cà phê. Nè nè, chị làm được rồi nè. Trời ơi, tích tắc em ơi, có một phút mà. Cái này là vẽ, em muốn tìm hiểu là in trực tiếp lên trên ly luôn. Ủa là sao? Cái này là vẽ hả? Hình. Dạ, cái này là vẽ. Là em muốn cái hình nó mới, cái kiểu mới mới bây giờ. Dạ, mà đúng rồi. Cái tấm hình mà giống như là một cái hình rõ ràng luôn, các chi tiết luôn không? Dạ. Còn cái này thì sao? Cái này cũ, em muốn tìm cái mới hơn. Vậy là ý em là cái này xoàn cái gì? Dạ. Trời, cái gì mà em cũng nói dạ. Ok. Chị thấy cái này cũng đẹp rồi mà. Dạ, thấy bạn bè em đi rồi xong rồi up lên Facebook rất là nhiều. Nhưng mà em không biết nó có an toàn hay không. Và nguyên liệu mà in trên mặt nó có an toàn hay không? Dạ đây này chị. Vậy đợi chị uống cái này xong rồi mình đi tới đây ha. Dạ. Ok. Phải quá này không em? Dạ đúng rồi. Đúng phong cách em muốn không? Dạ đúng. Yeah, vô. Trong tròn. Chào em. Chị được biết là ở quán mình có cà phê in hình ha? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mình in hình mình online trên Facebook thì. Giờ chị cũng in hình thì mình là đương nhiên là mình đăng nhập wifi của quán giùm em nha. Hôm nay mình sống sạch quá. Chờ mình đồng ý cho mẹ nè. Thực thà thường chị thổi. Chúng với mùa thì trong mùa này nó có phần trọn tẹp nè chị. Dạ. Choose right. Đúng rồi. Ok. Trời ơi. Bây giờ bé không có hình ở điện thoại, không có Zalo thì mình chụp trực tiếp xong rồi gửi qua luôn được không? Dạ được. Cười lên. Thôi, mệt quá. Rồi, lại lên. Tấm này để như vậy nha chị nha. Rồi, đẹp. $2,000. Đó, cái màu đó, là cái phẩm màu. Cái màu là cái màu gì? Cái phẩm màu với là phẩm gì nữa? In như mấy in thông thường. Rồi sao? Uống luôn hả? Uống luôn, đó cái hình. Vậy bắt đầu coi cái hình. Yeah. Ủa ai vậy? Miko hả? Phải Michael Jackson. Trời ơi, tôi nhận không ra luôn đó trời. Nhận không ra luôn á. Cái này dễ rách không bạn? Dạ không á. Mà không được chạm nữa. À, đó là lớp bọt kem ở trên. À, đó là lớp bọt. Nếu mà nó hư thì sửa bằng cách nào? Dạ. Thì cái này bên em sẽ làm lớp kem. Thì ví dụ như hình có bị hư hoặc là in không được đúng màu chuẩn á, thì em sẽ gạt lớp kem bỏ đi và mình làm một lớp kem mới. Mình đang thắc mắc là cái mực in trên cái này là cái gì? À dạ, mực bên em là mực dành cho màu thực phẩm á, dành cho bánh kem hoặc là rau câu mình sử dụng á. Dạ, cái của em, nguyên liệu của em là nhập từ nước ngoài về, rất là an toàn. À, từ trước giờ là mình cũng đã thấy in lên bánh kem. Dạ, rồi họ cũng ăn được rồi đúng không? Dạ. Hình như thế nào thì có đủ chất lượng để in? Thì bên em thì chung là hình là chụp trên điện thoại nào cũng in được hết. Nhưng mà em có thể nói có cách là ví dụ như hình những màu nóng á, đỏ xanh đỏ tiếng vàng thì nó sẽ đẹp hơn. Em thấy màu nó lên mà ra đậm, ra nét hay vậy. Mà kêu nó không có vị gì, không có ảnh hưởng tới ly nước của mình, sao khó tính à? Kêu màu đó nó không có mùi vị gì hết và uống luôn. Thì giống như là ly matcha thì mình uống thì nó cũng là vị matcha với kem thôi. Nó không ảnh hưởng gì hết á. Cũng không có gì độc hại luôn. Dạ đúng rồi. Bảo đảm. Cảm giác của mình bây giờ không nỡ uống cái ly nước dạ, này. Vì quá đẹp nên nó có nhiều. Thiệt chứ. Cái gì nãy em cái hình xấu xấu thôi. Nhưng mà biết sao không, Nico không có hình xấu. Trời ơi, mới ăn đó trời. Không có hình xấu thì có mấy ảnh bây giờ đó. Mới trời ơi, khó chịu mọi người nhìn thấy màn hình là thấy đẹp rồi, đẹp không? Nó mới sống ảo. Nó mới nổi bật. Mà chứ còn cái tuổi này mà vẫn sống ảo. Đúng gì đâu. Không tin luôn á. Và đây là ly cà phê mỹ nhân. Bởi vì nó có hình mỹ nhân. Hết hồn, đúng không? Mà chị không có muốn uống thiệt có em. Nó hư cái hình của chị. Mình phải chọn vào cái chỗ nào nó ít hư cái hình nhất.
tự nhiên em uống miếng cái hả nó sạm xuống á, nó đang căng nó sọp lại. Bình thường người với cô nó nảy ra, sao bây giờ nó sọp xuống vậy, nhìn đang làm hết sức. Ngon em thấy có khác gì với bình thường không? Không, cái vị nó làm sao? Vì cái lớp ở trên nó là kem tươi nên nó không có mùi hết. Vậy chứng tỏ cái này là nó thì không. Tôi nghĩ là cái này chỉ dành cho để mà chụp hình post Facebook thôi chứ. Bây giờ á, người ta thích thú cái chuyện đó. Tại vì nhờ chương trình với lại nhờ thắc mắc của em cũng như là của các bạn khán giả mà mình mới biết được đến ly cà phê này. Rất là lạ. Mình sẽ thử mang lại cái cảm giác mới lạ này đến cho những người ngẫu nhiên xung quanh. Chịu không? Cái gì? Anh nói cái gì à? Thấy cái mặt gì ta kìa. Rồi. Ui. Cho em xin tấm hình nha. 2, 3. Rồi đẹp. Đợi chút nha, hẹn gặp lại. Bây giờ là mình sẽ in hình mà nãy giờ mình có chụp lén, rồi có xin người ta nữa để gửi tặng cho những vị khách này ha. Tặng anh nè, đưa đi kịp. Mềm, cảm ơn. Anh thấy sao? À, đẹp. Dạ, chúc anh có buổi chiều vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Hôm nay tụi em tặng hai mẹ con một ly nước nha. Cảm ơn em. Dạ, đi. Khổ thân. Có ly nước tặng à, làm như tôi bỏ bùa hết trời. Trời ơi, con trai kìa trời. Xấu gì vậy? Xấu không? Mình không rõ gì hết á. Hồi nãy mình chụp lén. Sao chưa chụp lén không? Trời chết rồi. Mà tôi vui anh này mới tự nhiên nè. Anh này tự nhiên nhất nè. Miễn phí mà. Trời. Đúng không? Chết rồi, yêu em ơi. Vui vẻ nha. Cảm ơn em. Bye bye. Bây giờ sắp xong hành trình rồi, cảm giác của Thiên Kim sao? Em cảm giác là em vừa được uống nước ngon vừa đem lại niềm vui cho mọi người. Thấy ai cũng bất ngờ, em cũng thấy vui. Cảm ơn Thiên Kim hôm nay đã đi với chị nha. Dạ. Rồi. Dạ hết rồi bà con. Ba à, cô bé tự nhiên. Theo như mấy cô được biết thì cái màu mà mình in lên thực phẩm thì không phải là mới nữa. Mọi người đã từng thấy những cái bánh kem mà in trực tiếp hình của chủ nhân cái bánh kem nó lên, là rau câu thì họ cũng sử dụng màu thực phẩm để hoàn toàn có thể ăn được và không bị gì hết. Bây giờ tôi đố lại mọi người, đó là điều kiện như thế nào của một ly nước để mình có thể in được cái hình lên? Có tiền. Chính xác. Phải có tiền mới có ly nước đó chứ. Giỡn hoài. Cái ly nước máy đó đâu có cái gì mình mới in hình được. Cái máy in hình đó là 4 triệu. Nó phải có cái bọt ở trên mới in được. Thôi quá Thành ơi. Cái bọt này ai chẳng biết. Lớp kem. Ai trả lời cái điều. Nhưng cái lớp kem đó có cái điều kiện gì? Nghĩ. Lớp keo đó là nó phải xốp để làm căng tròn căng những tròn phận đó, nào đó. Mà cần căng của em đó. Lên hình nó mới đẹp đó. Anh Hoàng trả lời hoàn toàn sai. Hoàng hả? Cái lớp kem đó nó phải dày, còn nếu mà nó xốp á thì nó không có đỡ được cái hình. Cái lớp kem là kem mặn à. Là phải dày. Rồi bất kỳ một cái nước nào nhưng mà ở trên phải có kem, ví dụ như matcha ở trên có một lớp kem à. Sinh tố cũng có lớp, ở trên có một lớp kem vậy đó thì mới mà kem không béo không đường. Dạ, yeah, kem béo chứ, kem béo lắm. Béo thì sao mấy người như em uống được? Em nói, em đang giảm cân mà mọi người. Thì đó, thì sao uống được kem? Ủa, ý anh nói là mập hay là ốm? Cái người đàn ông kia đừng có đi xa quá cái chuyện mà nhan sắc là cân nặng của người ta. Người ta đang làm nhiệm vụ mà, thám tử có thể làm nhiệm vụ cái chuyện đó mà. Sức khỏe của thám tử thôi. Nè, tao nghe nữa nè. Một cái máy in hình đó trị giá 40 triệu. Em nghĩ là cũng không quá đắt để có thể đem về phục vụ cho một trào lưu mới của các bạn trẻ. Với lại ở đây hai bác này già rồi nên không có thích mấy cái trào lưu. Chứ thật ra các bạn trẻ thì mỗi một mùa sẽ có một trào lưu. Ví dụ như ngày xưa trào lưu ăn chè khúc bạch. Hay là trào lưu ăn xà lách. Đúng rồi, nó sẽ có một cái thời kỳ sau đó là chuyển qua đi. Bây giờ thì sẽ đến phần mà chúng ta xin đánh giá chuyến đi nào hấp dẫn hơn và bầu chọn là thám tử của tuần. Đầu tiên đó là thám tử của May. 1, 2, 3. Bam. Mình chọn đúng, đúng vậy, đúng đam mê của mình rồi. Hấp dẫn ha, bây giờ chuyến đi của Miko hay Trinh nè. Tiếc là hơi ít. 1, 2, 3.
Hai ông già quá. Tôi không có nịnh trôn sống ảo. Đang bối rối không? Thì ra thì hôm nay á, cũng tội cho Miko đây là Dương Thịnh và ông Suy quá. Cái chuyến đi của May thì quá xuất sắc dành cho hai ông này rồi. Không, người ta đánh giá cái tiết tấu và cái sự hấp dẫn khi mà trình mình nói về một cái vấn đề nào đó. Chứ hành trình như vậy là rất có tâm của May nè. Okay. Cái chuyến hành trình của May là May đã đội vô, May làm tạo dáng này nọ, mình thấy rất là thú vị. Em uống em uống ly nước á. Nước gì nè, nước gì? Em nước anh tặng rồi. Trời ơi, uống ly nước rồi, trời chị sợ luôn. Cái tấm hình của chị đúng rồi, từ từ tiết tấu nó chừng. Để mình lên nhận giải. Nói chung là mấy cô cũng đã cố gắng, nhưng mà rất tiếc thám tử cuối tuần đã thuộc lại May. Cảm ơn mọi người. Dạo này tình hình của May có vẻ tốt, tuần trước cũng vừa đạt được chưa? Chỉ có bơ mới hạ được mày thôi. Ủa Huy Chương có bán được không vậy? Được, mấy ly chè. Thôi bơ mất nói nha bơ, bạn nghe gì nguồn tiếp theo nè bơ. Dạ dạ. Thưa ký sinh anh ơi, em là Lê Phương Anh, 24 tuổi, ở Cai Lậy. Em nghe nói thám tử May sắp sửa đi qua Campuchia. Đi hoài hả? Đó, nguyên một nước biết luôn á. Thì tại, tôi đã bảo rồi, tại vì đăng lên Facebook cho mọi người biết mà, tôi có muốn đâu. Có quà đâu. Nghe thấy. Quà đi công tác tùm lum lấy quà đâu mà về. Sắp tới em cũng đi một chuyến du lịch qua Campuchia. Em rất thích tìm hiểu cuộc sống về đêm ở các thành phố. Không biết cuộc sống về đêm ở Siem Reap có gì hay không ạ? À? Thám tử May giúp em với. Chương trình du lịch kỳ thú là sẵn có May là thám tử. Bạn đã đi qua các nước Đông Á thì khán giả phải dồn sự chú ý về bạn May và hỏi những cái địa điểm mà May đã trải qua. Ok, chuyện bình thường đúng không? Đi rồi quà. Vậy là bức thư đầu tiên đã thuộc về bạn May, và bây giờ là bức thư thứ hai. Chào các bạn thám tử vui nhộn, tôi là Thái Vũ Lê Hoàng, năm nay 35 tuổi, sắp tới là sinh nhật của con gái lớn tôi. Tôi định tặng bé một chiếc xe đạp, nhưng tôi thấy trên thị trường xe đạp thì nhiều nhưng cứ hao hao giống nhau. Trong khi tôi muốn một chiếc xe đạp đầu đời cho bé phải thực sự ấn tượng và độc đáo. Tôi thấy cái thám tử tôi luôn tìm ra những điều mới lạ. Liệu cái thám tử có thể giúp tôi thực hiện món quà này không? Xin cảm ơn. Ai vậy? Ai đi vậy? Chất ha, ông bố này chất đấy. Được đấy. Ai đi vậy? Có thể thấy cái tình thương yêu không? Chắc là chuyến này để tôi đi cho. Một bậc. Không, sai rồi. Tôi thích đó. Với những bức thư của những bậc làm cha vậy, sẽ phải đưa những bậc làm cha. Nhưng mà không phải anh. Anh cứ ồn ào nhức đầu lắm. Hiểu tâm lý chả. Bazo là hợp. Em không biết sao nhưng mà em cảm thấy Bazo hợp với nhiệm vụ này hơn anh. Anh thì suốt ngày chỉ đứng nhảy la cà quẩy quẩy là anh giỏi nhất thôi. Chứ là mấy cái chuyện làm này sao mà em thấy được cái hình ảnh anh chăm sóc con cái được. Những cái chuyện mà deep sâu thâm thẳm mà gì deep gọi là tình cảm giàu dạt á, nó không có hợp với khuôn mặt của anh, em hiểu không? Gắn khuôn mặt của anh phải ăn chơi thác lạc ở bên đây nó hợp. Chưa, ngày xưa cua tôi không được, giờ sẽ thị bãi quá tôi á. Anh nói gì? Con gái thời nay nó kỳ quá. Chơi cua không được, phá cho hôi. Trời ơi. Rồi, nói chung thì tuần sau chúng ta có hai chuyến nhiệm vụ. Một chuyến nó thuộc về May và một chuyến thuộc về Bazo. Kính thưa quý vị, mọi người tiếp tục gửi thư về cho Sĩ Thanh nhé, cũng như ủng hộ chương trình du lịch kỳ thú bằng cách đón xem chương trình vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đang đến với chương trình du lịch kỳ thú. Phiên bản nhìn thám tử vui nhộn. Tôi đã từng nghe về món côn trùng ở Campuchia. Cái này anh khó lắm á. Nó hơi khó cua. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.